cái độ vang giống như là một cái tiếng chuông. Trước khi mà mấy anh em mình đi á thì nán lại, quay lại nhìn một chút xíu nữa thì chúng ta thấy đây là một cái tảng đá dựng đứng và nó đã gãy ngang kìa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại đỉnh núi Chóc. Và đây là một trong những cái đỉnh núi khá là hoang sơ, khi mà đường lên đỉnh cũng khá là trông trên. Và hôm nay thì đến đây thì được anh Cao Hớn và đi cùng với em Phong Bụi thì giới thiệu một cái nơi được gọi là tảng đá chuông. Nói về tảng đá chuông thì ở những video clip trước thì Bùi Hồ có làm, đó là tảng đá chuông ở núi Cô Tô hay còn gọi là Phụng Hoàng Sơn ở Tri Tôn, và đá chuông ở bàn tay Phật ở núi Mô So của Kiên Giang. Và hôm nay cũng khá là độc lạ khi mà dưới cái tảng đá chuông này nè cô bác của anh chị, thì có một cái hang, thì người dân ở đây người ta gọi là hang ông Mười. Lý do thì trước đây ông là một tu sĩ ẩn danh và ông đã mất ở đây luôn, nên thành thử là, và ông thứ 10 người ta gọi là hang ông Mười. Thì ở dưới cái hang như thế này thì có rất là nhiều những cái thờ, những các tượng Phật ở đây. Thì không biết về cái sự tích của hang ông Mười như thế nào, nhưng mà hỏi người dân thì người dân họ bận việc thì không có đồng hành cùng mấy anh em, nên thành thử là về cái vấn đề đó thì mình sẽ được trả lời ở những video clip sau. Và chắc không lâu, không đợi cô bác quý anh chị đợi lâu, mình sẽ qua đây, mình sẽ cùng anh Hớn sẽ với lại em Phong sẽ khỏ cái tảng đá chuông. Nói về tảng đá chuông thì có nhiều người, người ta sẽ nghĩ rằng là do cấu tạo của đá khác nhau nên thành thử ra là độ vang nó cũng khác nhau. Nhưng mà cô bác quý anh chị thì biết rằng đây là một cái tảng đá, đây là một cái ngọn núi có rất là nhiều tảng đá khác nhau, nhưng mà chỉ duy nhất cái tảng đá này nó phát ra tiếng chuông. Người ta gọi là tiếng chuông tại vì cái âm thanh của nó rất là kỳ lạ luôn nè. Đó. Giống tiếng chuông. Phong nghe cái tiếng chuông thôi mà Phong còn nhìn, đúng không? Và đây nè. Chỉ riêng một cái tảng đá này thôi, còn ví dụ như tảng đá này đi. Âm thanh của nó là bụp bụp. Đây nữa nè. Có khi nào thì tảng đá này mỏng đây nè, khỏi cho bà con có bác xem đâu có kêu gì đâu. Dạ. Yeah. Ừ. Nhưng mà làm sao anh Hớn có thể phát hiện ra cái tảng đá chuông này? Bà con chỉ lên. Dạ, đây. Tất cả mọi thứ này, âm thanh của nó là kêu tiếng là bập bập, đúng không? Chỉ riêng cái tảng đá ở đây thì nó sẽ phát ra một cái âm thanh cực lạ luôn. Mà nếu như mà ngồi gần gần nghe cũng cái độ vang giống như là một cái tiếng chuông. Và có đôi khi thì các bạn nghĩ là do tảng đá này kết hợp với tảng đá này nó tạo ra tiếng chuông. Thì mình sẽ dùng một cái cục đá nhỏ khác ha. Đây. Cái cục này nè, Phong đưa mình. Đó, cái cục đá này thì nó gọi là sao ta, không có chắc nên thành thử ra tiếng âm nó không có lớn nè. Đó. Khác nhau hoàn toàn ha. Đó, nhờ anh Cao Hớn dẫn đi mà hôm nay mấy anh em lại phát hiện ra một tảng đá chuông kỳ lạ như thế này. Thôi thì bây giờ chắc tiếp tục là hành trình mấy anh em mình sẽ lên khám phá những điều mà đặc biệt là cái núi Chóc này ít bà con cô bác biết đến, tại cái đường đi lên rất là khó luôn cưng. Do đó là cũng ít người biết đến, do phải trải qua một cái con chợ và đi vô mấy cái hẻm, mấy nhà dân lòn lách đồ mới lên được tới trên đây. Màu hoang sơ thiệt ha. Hoang sơ. Anh Hớn với lại Phong có suy nghĩ tại sao mỗi cái núi khác nhau nó có những điều tâm linh khác nhau? Ví dụ như ở núi Cô Tô thì cũng có đá chuông, núi Ông Cấm thì nó đều tâm linh khác nữa, thì cái đó có phải là một điều tâm linh quyền bí ở An Giang này hay không, hay là ngẫu nhiên thôi? Cái đó mình không biết được. Không biết được mình hả? Thấy nó đẹp và nó lạ thì quay cho bà con nhưng, bác xem. Nhưng mà em thấy thì vùng An Giang này về tín ngưỡng về tâm linh Phật giáo là số 1 rồi. Cho nên là rất là nhiều đạo được khai mở ở vùng đất này. Đúng rồi. Chỉ trong vòng 200 năm trở lại đây thì vùng này là khai đạo mất mấy đạo luôn á. Mà người ta nói là địa linh thì nhân kiệt, đúng không? Và nơi đây cũng có rất là nhiều người tài giỏi được sinh ra ở đây. Đi, mình đi lên trải mình tham quan cái hòn đá bị cúp gãy bên kia đi. Dạ hả? Rồi. Đây. Thiệt đó anh Hớn. Cái gì đi quăng nè. Cái gì Phong? Dưới gai, cây gai dữ lắm nha, đi cẩn thận nha. Bấm luôn đi. Cây quăng là cái gì? Cây quăng thứ trên núi tượng. Tâm linh để em hớn cái cầm em thấy trái chị đó. Cái đó là phải hình xử như thế nào ạ? Từng thấy không? Ở đây là còn hoang sơ luôn nè. Chưa có ai dọn dẹp luôn, cái núi này mặc dù tuy nhỏ nhưng mà nhìn thấy rất là hoang sơ luôn. Nhưng mà cái ngọn núi này là với lại núi Chội là một trong những cái ngọn núi nhỏ mà cực kỳ đẹp luôn á. Đây, để anh cô hai ở núi tựa núi núi Sập từng kể cho anh nghe. Là những cái dây nông
những cái núi trọi và núi chóc, những cái núi nhỏ nhỏ ở nơi này là biết tại sao không? Sao? Là do sự tích ngày xưa mà sự tích núi Sập á, ông rồng ở núi Sập á đạp. Anh Hấn leo lên đó được không? Bờ hổm á. Anh lưng nữa, anh lên đó đi. Thấy chưa? Thấy rồi. Thấy kỳ bí không? Tự nhiên cái tảng đá này cao lên và bị gãy cái gãy ngang đó, rồi gãy cái đường, cái lượng mà gãy á, thấy nó láng lừ à. Giống như là một người lấy dao mình chặt ngang mà nó bị bóng gãy đó, nhưng mà nó cúp qua đây dính chút xíu vậy thôi. Mà vẫn không rớt kìa, thấy quyền bí không? Mình leo bên đó luôn. Rồi đi. Rồi đây nắm tay lên đây này nè. Bước lên trên này, bỏ dép hả? Bỏ dép dưới đi. Bỏ dép đi không? Đây à. Rồi. Nè, thấy cái ngọn đá này vừa hởm anh tưởng đâu là cái đường này là cái đường đi lên nè. Thật ra lội lên tới đó thì bị bích rồi, tưởng đâu đi lên chứ đó được. Kìa, thấy kỳ bí không? Cưng lên xích bên đây nè. Sát mé nha. Cái này mà chỉ cần mà chỉ ai dùng một cái búa gõ bể cái động đầu này rớt. Đó, nhúc nhích là có thể là nó rớt xuống á. Thấy kỳ bí không? Mà lên đây nè mới thấy được cái sự kỳ bí của ngộ ta. Cái này nếu như mà chụp hình các bạn trẻ mà chụp hình đẹp hình lắm. Check in theo cổng trời đó. Đúng rồi. Đây anh mừng. Em qua bên đó đi Phong. Em coi coi. Anh hớn qua bên đó đứng nữ ra trên. Cái... không có cái vị trí này nè, bà hổm anh với ông Tịnh Biên có đứng rồi là chỗ vị trí Phong đứng đó, rồi đứng dưới đây nè, đứng dưới đây mình chụp hình lên đó nhìn rất là đẹp luôn, nhìn lấy cái phong cảnh này rất là đẹp luôn. Kỳ lý hơn không ha? Em thấy sao Phong? Giống như trên đầu em là một cái máy nghề vậy á. Kìa, những cái bông giống hệt là hoa ưu đàm kìa, nhiều quá trời nhiều luôn rồi kìa. Bà hổm anh thấy kìa. Kìa hồi qua coi giống cái bông bà hổm gặp đó không? Giống luôn hả? Giống luôn. Kìa, hoa ưu đàm là 1000 năm mới nở một lần á. Đó. Bà hổm anh thấy ở đây nè. Cái máy cần quay thấy rõ không? Ngoài đây nè, ngoài đây nè. Ngoài cái tay anh chỉ lên nè. Anh ra vị trí em đứng nè. Thôi em quay đi, em quay đi. Em quay đi, anh đứng, em lưu lại, em quay cái cảnh xa xa. Quay điện thoại á. Qua đây rất là đẹp nè. Nhưng mà là người sợ độ cao thì lên đây là tim đập chân rung thiệt. Kìa, cưng nhìn lên trển kìa, cưng thấy kìa. Những cái bông nó ra kìa, thấy không? Li ti đó, thấy không? Ồ, giống như có da gắn ở trên kia ta. Không, cái đó là tổ ong cưng. Tổ ong hả? Tổ ong từng mất tiêu rồi. Xin chia sẻ với cô bác của anh chị á, thì một số người á, thì sẽ cho rằng đây là một cái tảng đá dắt ngang. Nhưng mà độ treo leo của nó mà tính theo về phương diện vật lý á, thì cái tảng đá bên đây không thể nào chịu nổi cái lực của tảng đá bên đây. Và có thể sau một thời gian thì những cái tảng đá lớn này nó có thể rớt xuống đây bất cứ lúc nào. Và nếu như mà theo phương diện vật lý thì mình có thể đang đứng ở dưới độ nguy hiểm. Nhưng mà về phương diện tâm linh á, thì mình thấy cái tảng đá này dắt ngang là một điều khó lý giải. Có thể là do một cái phần những cái sự linh thiêng nào đó sắp đặt sẵn. Nên thành thử là mình thấy ở trong cái khung hình á, lúc nãy mà mình cầm máy quay cho Phong Bùi á, thì mình nhìn giống như là một cái đầu của một cái con rắn lớn và đang nằm ở dưới đây là một cái thân mình đang cuộn tròn, và phần trên này là phần đầu đang nằm nhìn về một cái hướng xa nào đó. Thì đó là chỉ là một giải thích theo một cái nghĩa, theo phương diện vật lý cũng như là tâm linh cho cô bác của anh chị biết. Tại vì mà khi mà mình nhìn qua bên đây á, thấy bên kia cái độ bám thì nó cực kỳ treo leo luôn, có nghĩa là rất là mẻo ra ngoài kia. Và nếu như mà có nhà có khoa học nào thám hiểm thì có thể leo lên đó, bắt thang hay leo lên đó thì cực kỳ hay. Cưng đi xuống đây nè. Dạ. Đi xuống đây ra đây nhìn ngoài đây nó mới đẹp hơn, và giống mà như cưng nói là giống đầu ông May phải không? Thì ngoài đó hở ra giống như một cái miệng. Ồ, xuống đây này, xuống đây nhìn lên đó thì rất là ngộ luôn. Nói chung là mấy anh em mình thì xuống này nè. Không mê tín dị đoan, nhưng mà chỉ nói về cái góc độ của nhìn bản thân, nhìn cá nhân thôi. Mình thấy còn cái việc mà gì? Tin hay không là chuyện của mọi người ha. Đó, bây giờ thì theo anh Hớn nói ngoài kia thì rất là đẹp luôn, và thấy đây là nếu như mình chụp hình từ hai cái vách đá ở hai bên và đây mình chụp hướng góc như thế này nè, ôi nhìn Phong đứng cực kỳ luôn, giống như là một cổng trời. Và đạo rất là hay là ngày hôm nay thời tiết lại rất là đẹp sau một cái trận mưa á, mây xanh và nhìn rất là ok luôn á. Anh nói nhìn nữ ở trong cái khung hình nhìn phải nói là trời ơi đẹp chứ hả. Vô cùng đẹp luôn, cái màu mây quá đẹp. Chắc có lẽ là mấy anh em mình qua đây xong tắt cưng máy đó, mỗi anh em chụp một tấm á. Phan cưng đó cưng qua đó cưng quay lại bên đây cho người ta xem đi, bên đây rất là đẹp, mấy hòn đá dựng đứng nè. Ồ đó,
Ôi nhìn thấy giống lường cái miệng con rắn luôn á ha. Giống như cái miệng đó. Nhưng mà cái độ khuyết này vô đã ghê á. À, qua cái hòn đá bên tay trái cưng kìa, hòn đá bự á. Đó cũng đẹp luôn, cái độ đứng á, hai cục đá bự đó đứng lên nó cũng đẹp nữa. Anh thấy cái phần lõm vào á, giống như là cái mang của con cá mà. Lộn xin lỗi, là mang của con rắn á. Đúng rồi. Rắn hổ mang ấy đúng không? Giống như một cái đầu của con rắn vậy. Nó chỉ có một cái điểm bám rất là nhỏ nha. À, nếu như mà theo cái trọng lượng đó, theo vật lý thì nó có thể bám được lâu không Phong? Theo em nghĩ á. Em nghĩ chắc khoảng 20-30 năm nữa nó rớt à. Ờ. Cũng không mấy, nhưng mà tự nhiên nó nghiêng qua một bên một góc độ rất là hay ha. Mà nghiêng xéo á nó khoảng 30 độ á. Mà không rớt ha, còn dính có chút xíu ở ngoài đó á. Ngộ thiệt. À, để lên trên núi này thì rất khó có cái cách chỉ. Mọi người chỉ đến cái chợ gì anh? Chợ Núi Chóc và hỏi bà con cái hang của ông Mười thì chắc lẽ bà con mới chỉ được. Còn tụi mình hướng dẫn đường đi thì cũng rất là khó. Có thể mình thì đây là một cái tảng đá, hai cái vách đá thì đây là một cái tảng đá duy nhất nó không dính liền với cái vách đá nào. Nó dính được chút xíu. Đúng rồi, nhưng mà nó có một cái điểm bám nào đó mà mình thấy nó hay hay sao ha. Ừ, nó kỳ bí. Không rớt. Rất hay luôn. À, thưa cô bác quý anh chị thì chắc có lẽ là sau hành trình khám phá núi Chóc thì hôm nay thì mấy anh em mình Phong Bụi nè, anh Hớn sẽ chia tay cái nơi được gọi là tuyệt tác của thiên nhiên để cùng khám phá một cái đỉnh núi tiếp theo, đó là núi núi Chọi, cũng gần đây thôi. Và rất mong cô bác quý anh chị cùng đăng ký kênh của ba anh em theo dõi để mà cùng tiếp tục những hành trình tiếp theo nha. Mấy anh em mình đi á thì nán lại quay lại nhìn một chút xíu nữa thì chúng ta thấy đây là một cái tảng đá dựng đứng và nó đã gãy ngang kìa. Và đã gãy ngang có thể là do, anh nghĩ là có thể do bị sét đánh không? Không đâu. Hả? Cái này do tự nhiên thôi. Ồ nhưng mà rất là nó có nghĩa là hai cái mép đúng không? Mép bên kia với mép bên đây. Nè, nhưng mà nó chịu bên đây đáng lý ra là nó phải cập rồi gớt xuống nhà dân đây luôn. Đây anh chỉ cái này hay nữa nè, giống hệt một cái ghế. Nếu mà con đang đi qua bên đây. Đây. Nếu mà cưng đi qua cái cây này nè, cái hòn đá bên đây nè, cưng đứng bên đây phải không? Cưng nhìn lên đó là giống hệt một cái ghế. Gãy ngang đó là còn cái mí đá mỏng trên đó là giống như là cái ghế dựa phía sau, còn cái này là giống như cái bàn ngồi. Giống hệt cái ghế luôn. Anh và hôm anh đi qua đó rồi anh coi qua giống hệt cái ghế luôn á. Nếu như mà ai phát hiện ra bàn cờ trên đó là mấy ổng đánh cờ trên thì sao? Có à. Nói chung là nói cho vui cô bác với anh chị, nhưng mà đây là một điều tạo hóa của thiên nhiên mà được hôm nay được anh Cao Hớn thích lang thang để mà hướng dẫn mấy anh em đi nè, mặc dù trên cái đoạn đường đi đó gặp muỗi gừng. Tại vì sau mưa á. Thôi chào.